Tao. Câu cá phải nhìn phao cứ chạy năng quăng thế à? Không cần phải ấy đâu, lúc nào nó thụt thì mới ấy. Các ông có tin không? Ô mẹ, đơn giản câu cá sông Hồng đơn giản thật. Nhìn phao đấy nhá. Hôm nay thiết kế được quả quả trông về gần như thế này thôi. Mà nó mấy mét đây. Nó phải lối 3 lần nó mới được như này đấy. Và ban đầu tưởng là ngắn. Nguyên không không ném được như thế đâu. Này. Cá chim thôi nhưng mà nó chất lượng hơn cá của Việt Anh rất nhiều, tại vì cá này cá sông Hồng. Anh bắt ngu. Đấy, mất rồi, nôi. Ồ nhẹ không thế này thì. Ồ được, lại được rồi, lại được rồi, lại được rồi. Lại được rồi. Lôi lôi lôi. Lôi, nôi. Biết ngay là lặng như thế này là lôi được. Lôi đi, ba thằng. À, tất cả không dừng. Không dừng. Không dừng, không dừng. Không dừng. Nhưng mà tôi thích cá chim cơ. À, cá trê cơ. Nhưng còn mấy cái loại thể loại chim này. Nhưng mà nói chung là cá sông Hồng này nó ở chừng mực gọi là ơ đừng dối con, dối dối dây con. Con cũng thấy con cũng thấy phao thùi xong đến lúc con lấy. Bây giờ bố hướng dẫn con rồi thì bây giờ con mẹ cá chim này, nhưng mà cá chim sông Hồng này. Mình thì mình cá trê cơ nhưng mà nhưng thôi chú nào thì vào chú ý. Đấy, bây giờ lại có trò để chơi rồi. Con phải cầm cái dây. Con cầm cái dây tại vì điện thoại. Con cầm cái dây thôi. Cầm cái dây để bố luồn cái này về nuôi lại. À, như người cụt tay thế này. Nguyên này là chưa biết ấy nữa ấy. Đấy. Các ông cứ ngồi xem TikTok đi. Cuộc sống nó muôn vàn. Nhiều ở đây nhiều lắm, nhiều cá trê cực tí nó lên. Mà cái bọn cá, nếu mà cá chim này chủ động câu cá chim này thì con làm theo đúng sách giáo khoa bố dạy ra nào. Làm như nào? Lấy đất. Nó dài đấy, các ông nhìn cái lượng dây như thế này. Nó à kéo dây vào đã. Cái thùng này ban đầu mình có chủ động mình mang đi đâu, thế là vừa nhặt ở đây. Cái ấy cái dây xem dây nó có bị rối không. Làm sao tí nữa con vứt. Nhưng mà thằng Nguyên này không có khả năng vứt xa đâu mà. Không có khả năng, nhưng mà bây giờ cuộc chiến sinh tồn, con không làm được thì con đói. Con hiểu chưa? Đây là trò chơi sinh tồn, con không làm được thì con đói chứ làm sao? Ôi. Con không làm được, trò này là trò sinh tồn mà con không làm được thì con đói. Từ sau ra đây là không phải mang thức ăn rồi. Nguyên ơi, từ sau ra đây đúng là không phải mang thức ăn đúng không? Ừ mày ai hả mày? Mày ừ mày ai? Hả? Bố tát cho phát bây giờ chứ nị. Làm. Bố làm như thế nào? Đầu tiên phải nhìn theo cái dây nó bị vắt. Thế con không buộc đất vào thì con ném được à? Thế này. Trò chơi thủa bé. Sắn cái tay áo lên. Từ bây giờ là ra sông Hồng không phải ấy rồi. Ôi. Này thì vẫn còn gà công nghiệp lắm. Vẫn còn gà công nghiệp lắm. Từ bây giờ là không phải ra thế thôi. Thế thôi. Không phải mang đồ ăn nữa rồi. Buộc vào đây. À cuốn vào đây. Cho cái dây vào đây. Bóp nó vào. Bóp chặt vào. Bóp làm sao cho cái dây nó ở giữa là được. Ra lém. Không không không. Ban đầu ấy thính nhưng mà thầy không ném được xa đâu mà. Kiểu gì cũng rối dây. Kiểu gì cũng rối dây. Ngay từ đầu nó đã rối dây thế kia rồi kìa. Ngay từ đầu đã rối dây thế này rồi thì ném cái gì. Lùi xuống. Lùi cái này xuống. Chưa làm được, chưa sinh tồn được.